Một nghị sĩ Mỹ kêu gọi chính quyền Tổng thống Biden không cấp quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam, điều mà Hà Nội đang ra sức vận động để có được. Trả lời phỏng vấn của VOA, dân biểu Hạ viện Hoa Kỳ Chris Smith nói Việt Nam hiện không đáp ứng được những tiêu chuẩn căn bản về quyền của người lao động. Có những tiêu chuẩn của Tổ chức Lao động Quốc tế về công nhận quyền của người lao động mà tôi hoàn toàn tán đồng. Đó là những quyền căn bản của con người. Nền kinh tế của Việt Nam không phải là kinh tế thị trường. Nó bị Đảng Cộng sản Việt Nam bóp méo. Và nếu Mỹ công nhận kinh tế thị trường thì sẽ sức lố bịch. Vì vậy, tôi kêu gọi chính quyền Biden đừng tin lời nói dối và thực hiện bước đi đó. Đừng làm điều đó. Bộ Thương mại Mỹ đang xem xét lại quy chế kinh tế phi thị trường của Việt Nam theo yêu cầu của nước này. Việt Nam lập luận họ đã đáp ứng 6 tiêu chí mà Bộ đề ra, từ khả năng chuyển đổi tiền tệ và quyền lao động, cho đến độ mở đầu tư và phân bổ nguồn lực. Hà Nội cho rằng tiếp tục áp đặt quy chế này là không tốt cho quan hệ song phương. Nhưng những người chống đối lập luận rằng, các ngành nghề của Việt Nam phụ thuộc nhiều vào đầu tư và nhập khẩu đầu vào từ Trung Quốc, với nhiều mặt hàng trong số đó đã bị Mỹ áp thuế chống bán phá giá. Thêm nữa, người lao động ở Việt Nam không thể tổ chức được công đoàn độc lập hoặc tiền lương của họ không phải nhờ vào thương lượng tự do, theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền. Ông Smith nói, Việt Nam có thành tích thất bại và đó là lý do vì sao Mỹ cần đứng về phía người dân thay vì nhà nước. Vì vậy, cần phải có nỗ lực toàn diện để nhận thức rõ hơn những gì chính phủ đang làm để kháng cự, cầu nguyện cho hòa bình và việc bảo vệ nhân quyền. Người dân Việt Nam xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn những gì họ đang nhận được. Theo lịch trình, Bộ Thương mại Mỹ sẽ đưa ra quyết định về quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam vào ngày 26 tháng 7.